Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến giáo dục đào tạo. Bác luôn mong ước và dành hết tâm huyết để ai cũng được học hành. Với bác, giáo dục là quốc sách. Bởi lẽ, có giáo dục đào tạo, đồng bào mới có cơ hội được nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, học để làm việc, học để làm người, làm cán bộ, để phụng sự đoàn thể, giai cấp, nhân dân, tổ quốc và nhân loại. Do đó, việc học không chỉ dành cho trẻ em, không chỉ dành cho người trẻ tuổi, mà dành cho tất cả mọi lứa tuổi, dành cho cả người lớn tuổi. Thực hiện lời căn dặn của bác, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo đối với công tác giáo dục đào tạo. Cơ sở vật chất cũng đầu tư khang trang, nhiều chính sách giáo dục dành cho giáo dục mầm non cũng được ban hành. Học sinh nghèo thì cũng tạo được điều kiện cơ hội học tập của trẻ được mở rộng. Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tỉnh Vĩnh Long còn đa dạng các loại hình đào tạo, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người dân, mọi lứa tuổi được học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức bằng nhiều nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, góp phần phát triển giáo dục đào tạo để ai cũng được học hành theo di nguyện của Bác Hồ kính yêu. Dù người dân và học sinh đến trung tâm, nếu học sinh đến trung tâm học văn hóa thì được học đáp ứng văn hóa, còn người dân đến muốn học nghề thì ở trung tâm là sẽ đáp ứng các nhu cầu học nghề như ngắn hạn, sơ cấp, trung cấp. Nhiều cái mô hình giáo dục thì đã tạo được điều kiện để cho mọi người dân nâng cao được cái mặt bằng dân trí, toàn dân đi học. Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì thầy cô, cha mẹ và cả xã hội đều không để cho các em bị tụt phía sau. Các cái loại hình đào tạo học tập cũng ngày càng được mở rộng, như là đào tạo từ xa, đào tạo chính quy, rồi bồi dưỡng ngắn hạn, thì thông qua đó thì người dân được nâng cao kiến thức rồi tiếp cận với khoa học để phục vụ tốt nhất cho cái công việc và đời sống. Tại các xóm ấp đều có những cái điểm trường, các em học sinh tất cả mọi lứa tuổi đều được đến trường. Sau khi mà tốt nghiệp phổ thông thì có nhiều sự lựa chọn cho các em vô mấy điểm học, học nghề hoặc là học cao đẳng, trung cấp gì đó, đi lên liên thông lên. Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, đến nay mạng lưới trường lớp của tỉnh Vĩnh Long không ngừng phát triển với nhiều loại hình đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh có gần 380 trường học các cấp, 8 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, 3 trường đại học, 1 phân hiệu đại học và nhiều trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm đào tạo nghề. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo cho học sinh nghèo được đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện để các em được đến trường. 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.